Cũng đang nằm trong
RML không có điểm. Và con vào ngày hôm nay tiếp tục được thi đấu trên trang thi đấu sân nhà mình nhận thấu quân khu 5. Họ có sự ủng hộ phải nói là vô cùng nhiệt tình của các cổ động viên. RML bóng phá vào trong và bung trụ. Thành công 2 điểm tính dành cho RML.